20 tuổi. Em đang là sinh viên năm 3 của trường đại học ngoại thương. Wow. Một vấn đề nữa mà em rất là muốn nói đây với chị và tất cả mọi người là em rất là cô đơn và đang muốn tìm một người nào đó có thể sưởi ấm cho em trong mùa đông này. Dạ, chị tin chắc chắn rằng khi em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì trái tim em sẽ được sưởi ấm nè. Anh Linh ơi, Cát Tường ơi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Anh nghe rồi chứ gì? Anh nghe rất là hấp dẫn, hình đó. Như không chỉ có người con trai đang chờ đợi trong kia mà trái tim của anh tự nhiên bây giờ nó xao xuyến làm sao ấy. Xin mời người con trai của bên này xuất hiện. Dạ, em tên là Trần Thiện Toàn. Trần Thiện Toàn. Yes. À, tên nghe ấn tượng nha. À, coi như là hoàn thiện ha, hoàn mỹ tất cả mọi thứ có hết ha. Lúc ba mẹ đặt tên chắc cũng hy vọng như thế. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 27. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh tranh ảnh à. Tương lai có thể sẽ làm một họa sĩ. Họa sĩ. À, bên kia nghe chưa? Cô gái đang chờ một trái tim nào đó để sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này. Bây giờ trái tim như thế nào? Trái tim thì bây giờ đang thổn thức. Thổn thức. Linh ơi, về tuổi tác là em thấy là phù hợp rồi đó. 20 với 27, bạn nam mà hơn bạn nữ 7 tuổi là đủ để có thể trải nghiệm, để có thể che chở và đùm bọc được cái cô bạn gái bên này rồi đó. Linh nè, bây giờ chị hỏi Linh nè, dạ. Ngoài cái công việc là đi học thì em có làm thêm một cái việc gì nữa không? Dạ có chị, em làm nhiều lắm. Hiện nay thì em có hợp tác làm một số dự án về phim ảnh. Nhưng mà em là với vai trò là nhà sản xuất. Nhà sản xuất. Dạ. Ủa, chị ngưỡng mộ em đó nha. Có phim gì có vai gì hay với mọi chị. Em rất hy vọng là trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác okay, với chị. Cảm ơn em trước. Anh Linh ơi, có vai nào làm họa sĩ không? Hả? Em muốn đóng phim không? Muốn đóng phim không? À, cũng muốn nhưng mà chắc không có khả năng. Sao không khả năng được, đóng vai họa sĩ được quá chứ. Yeah. Theo em thì cái cô ở bên kia có hợp với em? Em nghĩ là chắc cũng thôi. Cũng thôi hả? Yeah. Do gì sao với cũng đó? Tại vì em nghĩ là sợ là mình không đủ sức thôi. Không đủ sức hả? Tại sao lại bi quan như vậy? Cái gì mà mất tự tin dữ vậy? Đàn ông mà thiếu tự tin là thấy mất điểm rồi. Không phải thiếu tự tin mà có vẻ là bên đó có thể là cũng không biết nói như thế nào ta. Bên nói sao thì em đó. Nói chung là khi mà nghe bên đó giới thiệu về mình cảm thấy hơi thiếu tự tin lại. Thiếu tự tin. Vậy thì nghe thêm nha. Rồi nếu mà cảm thấy mất tự tin quá thì cứ tự động mà thối lui nha. Không. Nha. Chỉ là giây phút đầu thì mất tự tin thôi. Thiếu thôi chứ không phải là mất. Lùi một bước để tiến thêm 10 bước. Em Linh nè, em chỉ thấy công việc của em rất là bận rộn nè. Ngoài việc đi học nè, rồi còn làm nhà sản xuất nữa, những cái dự án của em. Vậy thì cái dự định tương lai của em có những cái dự tính gì cho tương lai? Trong tương lai thì em hy vọng là em sẽ là một nữ doanh nhân. Mục tiêu cuối cùng của em là mình sẽ có một cái quỹ từ thiện cho riêng mình. Đó là cái mục đích cuối cùng mà để mình cố gắng làm việc và cố gắng hoàn thiện bản thân. Chị cảm thấy rất là nể phục em vì em tuổi còn rất là trẻ mà ngoài những việc học hành để trau dồi kiến thức rồi những cái việc kinh doanh làm việc mà còn có một ý định để làm từ thiện chia sẻ với những cái người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Anh Linh ơi, em nghĩ với một cái hình tượng của bạn nữ của em bên này thì bạn nam bên kia còn phải là phải chắc phải cố gắng nữa mới theo kịp đó. Anh Linh anh nghĩ sao? Anh thấy bên kia hình như là có một cái suy nghĩ hơi cao. Dạ. Cao chút xíu đúng không? Đúng rồi. Năng cái khát vọng là lớn quá. Tuổi trẻ quá nhưng mà có những cái điều suy nghĩ của thành của một người trưởng thành. Trưởng thành. Yes. Em suy nghĩ thế nào về tình yêu? Nó tóm gọn cái tình yêu đối với em chỉ là chung thủy. Chung thủy. Yeah. Và cái người yêu lý tưởng của em suy nghĩ trong đầu là gì? Như thế nào? Nếu mà đề cập từ ngoài vào thì trước tiên thì phải nói đến ngoại hình đi. Ngoại hình. Yeah. Ngoại hình như thế nào? Mập cần lùng mang kiếng đen hay là chỉ cần một người bình thường nhưng mà dễ thương tí xíu là được, nhìn bắt mắt thôi là được. Thích ốm tí xíu gầy gầy ha, thích to khỏe hay là thích thon thả. Thon thả ha. Thích thon thả. Rồi thích gì nữa? Đó là ngoại hình thôi, còn về bắt đầu về tính cách và tâm hồn đi á. Ngoại hình chỉ vậy là tính đủ rồi. Tính cách như sao? Có cá tính quyết đoán. Rồi về nội dung, em thích một người lãng mạn. Thích lãng mạn. Lãng mạn và một người tốt bụng nữa.
lãng mạn tốt bụng. Tốt bụng mà bên đây người ta muốn đi làm từ thiện là biết đó, là người ta tốt bụng rồi. À, yes. Em ơi, em có nhiều cái ấp ủ, nhiều cái hoài bão như vậy ở một cái độ tuổi theo chị là cũng còn rất là trẻ, rất là nhỏ. Thì những cái người thân thuộc của em, gia đình hay là bạn bè hay tất cả mọi người khi mà nghĩ về em thì họ nhận xét em như thế nào? Họ nghĩ về em như thế nào? Em cũng biết nói sao nữa, tại vì mọi người hay nói trước mặt em thì nói tốt lắm, mà không biết sau lưng mọi người nghĩ như thế nào. Em là một cô gái chuẩn với cung thiên bình, tức là khi mà gặp một người nào đó mà trong tình yêu mà có tình cảm thực sự thì là một người rất là chung thủy. Chung thủy thì bạn trai bên kia cũng thích một người phụ nữ chung thủy. Nhưng cho chị hỏi thêm một tí nữa, em yêu chưa? Em yêu năm bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu tiên của em thì là từ năm 16 tuổi. 16 tuổi? Dạ. Rồi chị thấy em nhắc tới chuyện tình yêu mà mắt em long lanh lên, chớp chớp còn sáng hơn cả mắt của chị nữa. 16 tuổi, nhưng mà tới giờ phút này tại sao nói em vẫn là lẻ loi một mình, em vẫn ngắn gọn là ê sắc ế là sao? Chị không hiểu nổi luôn á. Em nghĩ là do là cái duyên của mình nó chưa chạm tới mình, nên là em muốn là thực sự mong muốn là thông qua chương trình này thì em có thể biết đâu được tìm được một nửa của mình ở ngay cạnh bên thế nào. Vậy thì từ nãy giờ em nghe bên kia thì em nghĩ là cái mẫu người bên kia có thể phù hợp với em. Em nghĩ là anh cũng đạt được một số tiêu chí mà em đặt ra ban đầu. Ví dụ như là có thể là anh là một người khá là chín chắn và anh có một cái tâm hồn phóng khoáng, một tâm hồn nghệ sĩ. Mà anh mong muốn một người con gái lãng mạn thì anh là một người sống rất là tình cảm. Em hy vọng là những mong muốn của em đều tìm thấy ở anh. Anh Linh ơi, anh nghe rồi, bên đây nghe hết rồi. Cho bên đây em hỏi bên đó một tí là hồi nãy em nghe giới thiệu là có phòng tranh phải không? Nhưng mà là bán tranh thôi hay là có vẽ được tranh không? Dạ, vẽ được ạ. Nghe nói có vẽ một bức tranh. Dạ. Vẽ anh hay vẽ các tường? Tranh em tự vẽ hả? Dạ đúng rồi, em vẽ. Trời ơi, cho phải lấy bức tranh lên cho anh xem. Hồi hộp, chị cũng hồi hộp. Ồ, vẽ các tường đẹp quá. Tranh cũng ý tưởng mới vừa nghĩ ra nên cũng không được hoàn thiện lắm, mới vẽ trong ngày hôm qua. Chữ gì đây em? Là chúng tôi đang yêu. Chúng tôi đang yêu. Yeah. Ủa em đang yêu em đến đây để làm không, gì? Không không, đó là cái nào, cái là hy vọng. Anh Lên có thể đó, cho em xem bức tranh được không? Bức tranh này vẽ anh ẵm em. Hấp dẫn chưa? Linh ơi, trước khi mà được xem bức tranh của bạn kế bên đó thì em có thể cho chị biết về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Em thì em không có tiêu chuẩn gì nhiều cho người đàn ông của mình cả. Quan trọng là hai người có tình cảm với nhau, có thể yêu thương nhau và người con trai có thể đùm bọc, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người con gái là được rồi. Cái đó là chỉ mới là cái nội dung thôi. Dạ. Ý đây chị đang hỏi về hình thức bên ngoài. Em không có tiêu chuẩn riêng về ngoại hình, nhưng quan trọng là người đó cân đối về mọi mặt là ok. Trời ơi, cái từ cân đối này mới ghê đó. Anh Linh bên đó có cân đối về ngoại hình đâu anh Linh? Cân đối là bên đây cân đối lắm rồi nha. Bây giờ em có muốn nhìn chàng trai bên đây có cân đối hay không? Dạ, em rất là háo hức. Nãy giờ đang rất là hồi hộp và háo hức có chia sẻ với em như vậy. Rồi bây giờ để anh qua bên kia xem trước coi đối phương của em thế nào ha, rồi thông báo lại cho em nha. Dạ dạ. Bên đây là hoành tráng rồi đó. Wow. Tự tin lên em, tự tin lên em, ngước mặt lên. Đó. Rồi tìm quá, đọc không? Đập loạn nhịp, loạn nhịp. Bây giờ nghe nói dễ thương quá. Để xem thử coi sao nha. Nghe giọng nói thôi. Nghe giọng nói phải không? Nhìn qua anh thấy cậu bịt miệng cười, hai bên có hai cái mụn. Dễ thương. Người ta tuổi vậy thì mới 20 tuổi à. Anh chưa thấy ai mà dễ thương như cô gái này cả. Anh đừng làm em háo hức của anh. Thôi nhìn như nó đủ rồi. Anh muốn nhìn lâu nữa. Bây giờ chị sẽ lãng thay mặt em. Chị qua bên kia chị coi. Đúng. Thứ nhất là coi cái anh ấy có phải là họa sĩ thì cái công cái đã. Yeah. Rồi nhìn coi anh ấy có đạt những cái tiêu chuẩn cân đối giống như là của em hay không nha. Wow. We are in love. Hình anh đó, hình anh với em á. Sao em không có eo cho dễ dễ cái hình đi, không có eo gì trơn trọi vậy trời. Trời ơi, chàng trai này mạnh lắm em. Ẩm người phụ nữ nhất bổng lên cao, hai chân chổng lên trời. Đó là trong tranh. Đó là một tranh thôi, được rồi, cái được rồi. Nhanh đi, người ta háo hức lắm nè. Hai bác. Dạ, yeah, chào chị. Ha 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 ha!
Được không, được không? Cười không thấy tổ quốc đâu. Có một cái răng khểnh, còn nhiều không có răng. Nói chung là em thấy được đó. Nói chung là cân đối đó, mà không biết bạn gái em thấy sao rồi, để em hỏi nha. Em nghe chị diễn tả chưa? Dạ rồi. Em thấy sao, em thấy sao? Trời, em thấy là không biết là anh ấy từ hành tinh nào xuống. Anh Linh ơi, em nghĩ là mình không có nên để cái giây phút này kéo dài lâu. Đúng hơn rồi, nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tạo điều kiện cho hai... cho hai cái cân đối gặp nhau đi. Chuẩn bị. Chưa, từ từ. Nghe nôn nao quá. Nôn nao quá. Màn đâu, kéo lên. À. Kéo lên. Bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau. Bắt đầu. Chào em. Em chào anh. Rất vui được gặp em. Em rất vui là được gặp anh. Em tên là Thùy Linh. Anh tên là Thiện Toàn. Dạ. Hai mình để tên kế nhau thì là tên là Toàn Linh hoặc là Linh Toàn đúng không? Nghe nó hơi kỳ như vậy. Anh Linh đứng ra nhìn của anh sao nói chuyện nữa. Phục nhanh đi, nhanh đi, nhanh. Nhìn hoài. Em rất là ấn tượng với lại đôi mắt của anh. Wow, cảm ơn em. Ấn tượng về cái gì? Là không có thấy biết nhắm hay mở. Em không biết là đi ngoài đường thì người ta có biết là anh đang say hay là đang tỉnh không? Không. Người ta ngoài đường có lẽ không biết, nhưng mà người thân thì sẽ biết, tại vì anh không có uống bia hay rượu gì hết. Hết giờ rồi. Chưa, còn 30 giây nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Anh có sở thích gì khi mình có thời gian rảnh? À, anh thích cà phê, hẹn hò và xem phim. Dạ. Em... hy vọng sẽ mời được em đi xem phim. Hết giờ. À, 2 phút đã trôi qua, hai bạn cũng vừa đủ để trao đổi một số những thông tin. Bây giờ là thời khắc rất là quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay ra phía sau cái ghế của mình. Đây, có một cái nút vào đó. À, sau khi anh Linh đếm 3, 2, 1, nếu các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì hãy nhấn tay vào cái nút đó. Còn nếu như không thì coi như mình kết thúc. Chuẩn bị thì... 1, 2, 3. Em không nghe tiếng động gì hết vậy. Hết thời gian. Mặc dù hơi chậm nhưng mà là cũng đỏ. Cuối cùng thì tôi cũng đang rất hồi hộp. Rồi, như vậy là trái tim đã màu hồng trọn vẹn. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn em. Tặng em. Em cảm ơn. Hy vọng là em hơi thích. Cho chị hỏi Linh một tí là lúc nãy chị thấy cái giây phút mà để nhấn cái nút thì em còn chần chừ, thì trong giây phút đó em nghĩ điều gì? À, tại vì em hồi hộp quá, tay em nó cứ run. Em bấm rồi mà không biết sao nó không dính nên là dễ thương và rất là thẳng thắn đúng không anh? Bấm mà nó không dính. Không dính. Bấm lại. Cuối cùng nó dính đúng không? Dính. Nếu như em lỡ bấm không dính thì em có tiếc không? Chắc em khóc nguyên tuần sau. Wow. Ôi, thấy chưa, thấy thương chưa? Thôi thì như vậy, chị sẽ thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò gửi đến hai em một cái món quà. Đây là những cái cặp vé đi xem phim. Vì hồi nãy chị nghe sở thích của hai em là thích hẹn hò và đi xem phim. Hy vọng rằng ở rạp phim hai em sẽ trao đổi thêm được nhiều thông tin hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Nào, xin mời các bạn cứ tiến lên phía trước để xem phim. Xin mời, chúc thật là nhiều may mắn, hạnh phúc, niềm vui sẽ đến với các bạn. Dạ, xin chào anh. Xin chào anh.